tới rồi. Bài hai là do sa gì sa không bài quay này là xong rồi sau khi mà chúng ta dừng màn hình này dừng màn hình này. Cô Quân bảo đo măng ti măng ti vớt thì nó dùng đường đúng không? Dùng đường đó cái đó thì tôi giấu tim thấy không có thêm giờ này mình phí này đặt dịch tí đặt đây cái này cô không nhận dùng tắt hết rồi. Nên là dùng cái nào vừa để on thì cũng phải hô. On. Hô thì chạm đấy. Để on thì không được ấy. On thì không được chạm. Lên rồi. Đấy. Chạm cái nào đấy. Đúng không? Lấy được để vui thôi. Sao mới lên được. Nó lại đỉnh. Nên nó cái gì đây? Từ từ. Khám phá gì mới đấy. Đó. Gì đây? Cái này là đa kênh. Ừ, có bắt đo đa kênh. Tần số này, 4 kênh. Còn đâu thì là cũng phải thôi. Cái này đi. Cũng vậy nhưng mà mình tin rồi, mình tin vào lớp rồi. Con ập lên. Rồi ba đâu? Rồi ba đâu được. Ba đó này. Ồ, con đó con xuống. Ở đâu xong. Đúng rồi. Ok. Này anh tốt hai này. Chuẩn bị gần. Bấm vào cái khóa sau được tôi đọc đây rồi. Đọc đây xong rồi. Ông học tham này. Trừ đi. Không tính được thời gian. Từ lúc tăng tăng lên đúng không? Nói chung là đừng dạng lấy cái này, lấy cái nào nó lên hẳn đi. Cái đúng không? Tôi bảo đừng dạng lấy cái này, lấy cái nào nó đang dưới đang lên đi, hiểu không? Tính đi. Chạy lại lấy cái đấy, ăn thôi. Thứ 34. Chắc cây này có xấu rồi. Mấy cái nào đều đẹp đấy. Đấy, nó cứ tăng lên. Đây, ba lúc tăng thôi. Ba, ba. Bình, để nó côn này để giữ mấy số im ấy đi. Ba, ba nghĩa là 3.6 trừ đi nhưng tính là tây 3.6 tb à? Tb đơn vị là tb trong này có không cho tb không có tb tb có tb nhiều đấy vậy bắt cái cho để nước này hiện thông số trước mò này cái mò có gì không? Mò rau phân cái này giống như cũ này giống như ban đầu mà cái từ đâu vậy? Giờ bên trong này dùng để nhìn này. Bằng mắt thật rất bình thường nhưng mà nhìn vào trong can thì nó lại giật giật như là không biết gọi điện thử mình cũng khác camera được chưa ấn vào là nó tự giữ hình mà được chưa nên nét là giữ hình mà được chưa.